Đây mọi người coi tài năng vẽ hội họa của mình nha. Ra con ngựa. Ở khoan từ. Sao tôi vẽ xong tôi thấy nó giống con heo hơn là giống con ngựa mà. Sao con gì xanh xanh mà nhìn nó không có ra hình thù con gì hết vậy trời. Hey yo, what's up? Hello 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình Không Cần TV đấy bạn ơi. Và ngày hôm nay chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với một video True Vlog mới của mình nha. Ok, thì chắc các bạn đọc tiêu đề thì mình nghĩ mấy bạn cũng biết video ngày hôm nay chúng ta sẽ làm về chủ đề gì đúng không? Đúng như vậy, hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục test map tiếp nha các bạn nha. Đấy, thì lần trước mình có quay một video là test những con map hay nhất mà những bạn fan đã gửi cho mình. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục nhận được thêm những con map rất là hay đến từ các bạn luôn. Còn bạn nào mà có map nào hay nữa thì nhớ comment xuống bên dưới. Mình sẽ gọi là tìm map của các bạn để chơi thử nha và cho các bạn lên TV nha. Ok, còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video thôi nào. Let's go. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với con map đầu tiên mang tên cầu thang cầu vòng mấy bạn ạ. Đó, cầu thang cầu vòng nha. Lý do tại sao nó lại tên là cầu thang cầu vòng bởi vì nó là cái cầu thang và nó có màu của cầu vòng vậy thôi, đơn giản vậy thôi các bạn. Thì cái con map này á là được một bạn có tên là Minh Minecraft đã comment cho mình ở trong video trước, thì cảm ơn em rất là nhiều đã cho anh biết đến con map này nha. Thì con map này á thì tôi vẫn chưa biết nó chơi sao, để tôi vô tôi xem thử coi mấy đi. Màu xanh hả? Green màu xanh hả là sao? À, có nghĩa là nó hiện lên màu gì là mình phải đứng lên trên bậc thang màu đó, không thôi là mình sẽ bị té. À, ok. Màu tím đúng không? Màu tím đúng không? Đây, 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 đây. Màu tím, đứng vô nè. Đấy, ok. Ok, đứng vô màu tím, không được bước xuống. Nhầm, 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 nhầm. Màu xanh dương đúng không? Đây, mình sẽ dừng ở chỗ này đi cho nó an toàn. Không nên tham lam các bạn ạ. Đấy, màu xanh dương này. Màu đỏ. Ê, tính ra map này là kiểu như là dành cho những bạn nào mà thích chơi kiểu gọi là đội nhóm với nhau á. Ừ, cái này phải chơi nguyên team mới vui. Cái này là tôi phải mời thêm Kairon nè, Kamui, Simi, Sammy rồi vô chơi chung nó mới vui các bạn ạ. Chứ chơi mình thì nó không vui lắm. Hiện tại như bạn không biết á là tôi đang quay cái video này vào lúc 1 giờ đêm mấy bạn ạ. Hiện tại bây giờ đang là 1 giờ đêm nha. Có thể nhiều bạn sẽ hỏi là ủa sao ông Phong này ông cứ quay video vào lúc 3 giờ sáng với 1 giờ đêm không vậy? Thì thật ra là bởi vì là buổi sáng á thì bọn mình gọi là bận rất là nhiều việc đi quay TikTok cái kiểu nữa. Cho nên buổi tối thì mình mới có thể quay game cho bạn xem được. Hiện tại bây giờ đang trời tối cho nên mình chơi có mình thôi. Chứ cái map này á là phải cho cả team vô chơi chung với nhau. Đó, gọi là thi chạy với nhau nó mới gọi là hồi hộp mấy bạn ạ. Hiện tại là bây giờ tôi đi được gọi là gần nửa map rồi nè. À không, hơn nửa map mà chứ, để tôi lên trên tôi xem coi rốt cuộc là mình lên trên gọi là đích thì mình sẽ nhận được cái gì không nha, để tôi chơi thử nha mấy ní. Đây rồi, hình như tôi gần tới đích rồi mấy ní ơi. Đây, cái map này á thì cũng rất là hay. Anh phải công nhận là map này chơi khá là hay bởi vì là mình rồi map hết hay nha, anh thua là thấy nó hết hay vậy đó. Tôi thua là tôi thấy nó hết hay vậy đó. Trời ơi trời, tính lên trên gọi là đích luôn để coi coi liệu rằng đến đích có được thưởng gì không. Ai về gọi là thua giữa chừng luôn mấy bác. Thôi không sao cả, nói chung là bây giờ thì cái map này gọi là chơi hay đó. Anh nghĩ là cái map này anh sẽ cho được tầm khoảng 7 điểm nha em nha. Ừ, tại vì là cái map này là không có chơi một mình được. Map này là mình phải chơi nhiều người đó, mình lên trên mấy cái bậc thang này mình phải chơi nhiều người, mình đua với nhau thì nó mới vui. Đấy, ok. Map tiếp theo. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với con map số 2 nha các bạn nha. Thì con map số 2 này là được đến từ một bạn fan có tên là Fan Mr. Dịch 2004. Fan Mr. Dịch 2004. Hey, tại sao cơ mình ở trên kênh của mình mà không phải là fan của Không Cần TV mà lại là fan của Mr. Dịch chứ hả? Trời ơi. Và con map này khi mà tôi vào trong đây á thì tôi có đọc qua hướng dẫn rồi các bạn ạ. Thì con map này chơi cũng rất là đơn giản thôi. Map này á là một con map khi mà chúng ta vào đây nè, chúng ta chỉ cần vẽ ra chúng ta một cái đường như thế này đó, bạn thấy không? Thì chúng ta tạo chúng ta một cây cầu chúng ta có thể đi qua được. Đây cái màu trắng trắng này là cây cầu chúng ta mới vừa vẽ đó các bạn. Chỗ này là không qua được nè, chỗ này mình phải vẽ tiếp nè. Vẽ một cái cầu cho nó được thì tôi nghĩ là tôi vẽ như thế này đi. Đó. Đấy, thế này thôi là xong. Ê, tính ra là game này cũng dễ ha. Vẽ phát là xong rồi nè. Ừ, cái đường này coi bộ là hơi dài nha mấy ní. Cây cầu này phải hơi dài nha. Nó bị chặn lại luôn rồi. Nó có cái phần ở giữa này nó chặn lại nè. Ok, vậy thì mình sẽ phải vẽ cong lên trên như thế này. Xong. Vẽ cong lên trên đi qua thôi. Ui, game là dễ. Từ nãy giờ mình vẽ mấy cái đường, cái cầu nó quá đơn giản rồi. Bây giờ mình vẽ cho nó rắc rối xíu đi bạn. Đó, mình vẽ như thế này nè. Đó, nhìn cho nó nghề nghề các bạn hiểu không nè. Trời ơi. Gạch đường ở đây nè. Sau đó gạch đường ở đây được không ta? Đó, như thế này được không? À được được, nhảy qua được, nhảy qua được. À, ok, rồi 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 rồi. Tới lượt cái đường này. Ở phía trên chúng ta sẽ thấy là nó có một cái tảng đá. Ủa, có tảng đá là sao? Ôi à! Là cái tảng đá nó sẽ lăn xuống xong đèn mình các bạn ạ. Tôi nhìn cái tảng đá tôi tưởng là gì, hóa ra là nó lăn xuống để nó đèn mình. Đừng có trái banh nào xuất hiện ngay lúc này nha. Đừng có trái banh nào xuất hiện. Mới vừa nói xong luôn á. Mới vừa nói đừng có trái banh nào xuất hiện nha là nó xuất hiện thiệt luôn mấy ní. Trời ơi là trời.
Canh nè, canh nè, canh nè, canh nè. Được rồi. Yes, qua được rồi. Rồi ok. Tiếp. Đường bên này hả? Để xem coi. Đường bên này. Cái gì mà nhìn rắc rối vậy? À, cho một cái xuống đây đi. Một cái cầu lên như chỗ này, một cái cầu lên chỗ này, một cái cầu qua đây. Ok. Ê, dễ. Ờ nha. Sao mà tôi thấy map này á, nó đáng lẽ nó phải cho thêm mấy cái thử thách kiểu như là quái vật hay gì á vô nữa thì nó sẽ khó hơn các bạn ạ. Còn map như thế này thì nó hơi dễ. Ok, chỗ này thì mình sẽ vẽ như thế này đi. Đó. Ôi chết, nó rơi xuống dưới rồi, cầu sập rồi. Vậy thì vẽ như thế này. Ờ, không được. Vẽ như thế này là cầu nó sẽ sập xuống dưới là mình sẽ không lên trên được các bạn ạ. Ủa sao lên được luôn vậy? Ủa, sao lên được luôn vậy? Mới vừa nói là không lên được, sao giờ tự nhiên lên được? Quầy quá. Rồi tiếp nè, chỗ này thì nó cũng dễ thôi, mình chỉ cần vẽ như thế này. Ơi, vẽ thế này thì vẽ được có 3 cái cầu thôi, không đủ qua, không đủ mực rồi. Thì mình sẽ vẽ một cái chấm nhỏ thôi. Đó, như thế này. Rồi, sau đó mình nhảy qua là được. Đấy, xời. Đừng. Tính ra cái game á lúc nào cũng hả miệng ra nói là dễ nhưng mà chết hoài luôn á trời, thiệt luôn á Phong ơi là Phong. Không sao, chết vài mạng có sao đúng không Mini? Chết nữa. Ok, không sao, chết vài mạng đâu sao đâu Mini. Trời ơi, mình làm lại thôi, cái gì đâu, bình thường mà. Ok, không sao cả. Giật té vậy. Đây, không té nữa nha, không té nữa, đi chuyển map mới luôn nè. À, không té nha, đấy, không té nè, không té canh nè. Trời ơi, canh rõ ràng vậy luôn mà vẫn té mày đi. Im lặng, tập trung. Đấy, rồi, trời ơi, qua được rồi. Không biết sao không? Tại vì là cái map này á, nó có màu xanh đỏ tím vàng nữa. Bạn thấy không, cái nền nhà màu đỏ này nó chói mắt quá, cho nên là bị té đó, chứ không gì đâu. Không phải do tôi chơi gà đâu nha mày đi. Thì nói chung là map này khá là hay. Cảm ơn em rất là nhiều vì đã comment cho anh con map này. Ok, mà nói chung là map này là dành cho những bạn nào mà thích vẽ vời á, thích kiểu sáng chế, gọi là cầu đồ, kiểu học bên ngành kiến trúc sư đồ kiểu, thì các bạn có thể chơi thử map này nha. Theo như mà tôi chơi con map này từ nãy giờ thì tôi thấy rằng là game này á là gameplay thì cái cũng khá là hay, nhưng mà do là nó vẫn chưa có nhiều thử thách lắm, kiểu như là phải có thêm quái vật hay là có thêm thử thách gì đó có khó xíu. Con này thì nó hơi dễ quá, cho nên tôi nghĩ là tôi sẽ chấm cho map này được 6 điểm nha Mini. Ok, rồi, map tiếp theo nha. Let's go. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với con map số 3 nha Mini. Thì con map số 3 này á là được một bạn có tên là Siêu Nhân Gao Đỏ. Ở cái tên dài dữ em. Siêu Nhân Gao Đỏ, đây thì bạn ấy đã comment cho mình cái tên của con map này. Thì mình đã vô để mình test thử. Thì vừa vô thì tôi thấy rằng là trong đây nó có mấy con sinh vật gì nhìn lạ lắm mấy bạn ạ. Đây nè, cái con này là con gì vậy? Sao con gì xanh xanh mà nhìn nó không có ra hình thù con gì hết vậy trời. Mà nó còn biết đánh lại người chơi đó nè mọi người. Là sao ta? Còn cái bạn này kế bên có thêm cái con bé hay con gì mà nhìn nó cũng xấu thật sự. Ừ, nhìn nó hơi xấu. Ok. Ui, cái gì đây? Sao đây có thanh niên nào mà có cơ thể hình người, hình là người vẽ luôn vậy? Còn bên này thì có cái bạn này, là bạn này có nuôi cái con chó hay con gì mà nó biết nhào lộn nữa bạn. Ê, mình làm gì vậy? Ê, sao mình ngồi với người đó rồi? Ui, nó biết di chuyển luôn mọi người ơi. À, hình như cái này là con cuốn các bạn à. Hình như cái map này là mình vô thì mình có thể vẽ được mọi thứ mình thích nữa bạn. À, được quá ta, từ để tôi thử nha. Bây giờ tôi chưa biết tôi vẽ gì hết trơn, cho nên là tôi sẽ thử, tôi test thử bằng một hình trái tim thử nha mọi người ơi. Đây, để tô màu cho nó luôn cho nó đẹp nè. À, rồi, vẽ cho nó thêm cái mặt cười nữa cho nó dễ thương hơn. Đấy, cái miệng nè. Đấy, rồi ok, spam. Bây giờ thì chúng ta sẽ có thể chọn cho nó là NPC, pet hay là mũ hay là vũ khí đồ kiểu. Wow, boss đồ kiểu nè. Hợp lý của ta. Đây, mình sẽ thử chọn là pet coi thử coi như thế nào nha. Thì nó sẽ tạo cho mình, nó tạo cho mình một con pet hình trái tim mấy bạn ơi. Đây, nó sau lưng mình nè. À, là mình đi đâu là nó sẽ đi theo đó vậy. Ý, nó hệt như là con pet vậy hả. Xịn sò nha. Ê, nhưng mà sao hồi nãy các bạn kia cưỡi được nó luôn ta. Ừ, sao nãy cưỡi được ha, từ để mình thử lại coi. Mình sẽ xóa con này đi. Ok, mình sẽ vẽ cho mình một cái con ngựa để mình cưỡi thử nha mọi người. Đây, mình sẽ vẽ thử cho mình con ngựa nè. Đây mọi người coi tài năng vẽ hội họa của mình nha. Ra con ngựa. Ở khoan từ, sao tôi vẽ xong tôi thấy nó giống con heo hơn là giống con ngựa mọi người. Ok thôi, kệ đi, mình vẽ con heo cũng được, kỹ năng mình không vẽ được con ngựa mọi người. Sau đó là mình sẽ tô màu vô cho con heo nè. Đó, con heo của tôi nhìn nó ghê ghê thế nào vậy trời. Đó, tôi là tôi không có khéo tay cho nên là kỹ năng tôi chỉ vẽ được đến đây ha các bạn thông cảm nha. Đây, mình sẽ triệu hồi con heo của mình ra thử coi. Đây, xin giới thiệu với 500 anh em, đây là con heo của mình.
con heo của mình có đến 150 máu. Nhưng mà sao nhìn nó giống bị ghẻ. Nhìn con heo này của mình nhìn nó giống bị ghẻ rồi. Mà hình như đang đi tấn công người ta kìa. À, cái này giống mình gọi là thi đấu Pokemon của ta. Mình vẽ ra cái con gọi là boss của mình, sao con boss của mình nó sẽ tấn công những cái con khác. Đó, thấy không? Con heo đang cắn người đó, thấy không? Đấy. Buồn cười thật sự. Ok, từ từ để mình thử vẽ cho mình cây kiếm coi được không ta. Thử vẽ cây kiếm nha. Đây, cái kiếm đầu tiên là mình sẽ vẽ gọi là cái cán của cây kiếm nè. Đó, sau đó là vẽ gọi là cái chui của kiếm nè. Ôi, tính ra mình vẽ cũng đẹp chứ bộ. Rồi ok, vẽ lên đây là gọi là cái lưỡi kiếm nè. Đấy, mình sẽ cho gọi là màu xanh dương đi để làm hành kiếm kim cương mọi người ạ. Đấy, màu xanh dương là hành kiếm kim cương nha. Màu xanh dương xong rồi, bây giờ cho thêm tí màu nâu vô cho cái cán của kiếm nữa nè. Thêm một tí màu đỏ cho hai cục hai bên này đi, nhìn cho nó có tí màu sắc vô. Đó, thêm màu tím vô ở giữa này. Rồi cái cục bên dưới này thì cho màu xanh lá cây đi. Đấy, cây kiếm bảy màu, kiếm cầu vồng nha. Rồi tôi sẽ chọn cho nó là vũ khí nha mọi người, để coi mình có được cầm cái kiếm của mình không. Cầm được luôn nha mấy đi. Khoan từ, hồi nãy mình thấy là nó có phần vẽ mũ nữa, để mình vô mình vẽ thử cái mũ coi nha. Tôi rất là thích ăn hamburger, cho nên là tôi sẽ thử vẽ tôi một cái mũ hình cái hamburger nha các bạn. Tô màu lên. Đấy, hamburger là mình phải vẽ cho nó đẹp nhìn nó mới ngon các bạn hiểu không? Rồi vẽ thêm một cái hamburger bên dưới nữa. Một cái bánh hamburger là phải có hai miếng. Đấy, rồi sau đó mình sẽ cho vô đây một ít rau, cho thêm một miếng thịt bò, cho thêm một miếng cà chua vô. Đấy, rắc thêm tí mè lên nè, đó chấm 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 này nè, đó thêm tí mè vô bạn hiểu không? Tôi vẽ xong một hồi nhìn cái hamburger tôi nhìn không ai dám ăn luôn mày đi. Ok, chọn mũ thôi coi ta có đội được cái hamburger đầu không. À, đội được luôn nha mọi người. Đấy, bây giờ là tôi đã trở thành một hiệp sĩ, gọi là trên tay là cầm kiếm kim cương, trên đầu thì đội cái bánh hamburger, còn phía sau của tôi là một con bét hình trái tim đang đi theo tôi. Tính ra là map này là phù hợp với những bạn nào mà vẽ đẹp, mà muốn gọi là sáng tạo á. Tôi thấy là trình độ hội họa của tôi là cũng không thua kém gì mèo Simi xíu. Tôi thấy map này hay nha, tôi thích những con map như thế này khá là sáng tạo, thì tôi nghĩ là tôi sẽ cho con map này được 8 điểm nha bạn nha. Ok, cảm ơn bạn Xuyên Gao Đỏ nha, cảm ơn em rất là nhiều đã cho anh con map này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với con map tiếp theo nha mọi người nha. Và ok, map tiếp theo của chúng ta cũng sẽ là map cuối cùng trong video ngày hôm nay, thì cảm ơn bốn bạn đã gửi map cho mình nha. Và map cuối cùng này của bạn có tên là bạn Thắng Nguyễn, thì bạn Thắng Nguyễn đã gửi cho mình cái con map này. Thì mình đã vào đây thì mình vẫn chưa biết là con map này chơi thế nào đó mọi người ạ. Ở trong đây là cái gì đây, hình như mình phải vào đây bắt đầu game đúng không? Wow, có cả tên lửa luôn à. Mà sao tự nhiên thấy mọi người trèo ở đây ta, chắc là mình phải gọi là leo trên đây à. Có khi nào map này là giống như những cái con map mà kiểu gọi là mình sẽ phải gọi là vượt qua những cái gọi ủa sao nó sập vậy, ủa sao mới vừa leo lên nó sập mất tiêu ơi. Có khi nào map này là map theo kiểu gọi là vượt qua những cái thảm họa đủ kiểu không ta, kiểu như là mình lên trên gọi là tàu vũ trụ để mình thoát khỏi thế giới này, thoát khỏi trái đất kiểu hơi. Khoan từ, nó có cái bảng gì hiện lên đây. Trời ơi, cái gì vậy? Lốc xoáy bên đây ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Sao lại có lốc xoáy vậy? À, hiểu rồi. Thì ra là vậy, map này là map gọi là thảm họa mọi người ạ. Có nghĩa là mình sẽ phải tìm mọi cách để mình gọi là vượt qua cái thảm họa. Anh em nhìn ở bên dưới cái lốc xoáy nó xoay kìa. Trời ơi trời. Rồi ok, hiểu, nói chung là hiểu được cái map này chơi sao rồi đó. Map này là map gọi là vượt qua thảm họa nha mọi người. Rồi tiếp theo là gì đây? Bãi biển hả? Ở ngoài biển có khi nào là thảm họa sóng thần không nhỉ? Nếu như là thảm họa sóng thần thì tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải lên trên nóc nhà, núp ở trên đó là an toàn nhất, hiểu không? Ok, để tôi thử nha. Ủa khoan từ, sao vô đây sao tôi thấy màn hình tôi nó hơi mờ mờ các bạn ạ. Chẳng lẽ trong nhà sắp có chuyện gì xảy ra sao? Đừng có nói sắp có chuyện gì xảy ra. Ui, bão cát. Ôi, bây giờ mình núp trong nhà an toàn không vậy? Bây giờ phải làm gì? Sao tôi thấy càng lúc nó càng gọi là to vậy trời? Ui, gió thổi mấy bạn ơi. Mọi người đang nhìn ở trên màn hình của mình thì mọi người có thấy gọi là mấy cái tia gọi là gió nó đang thổi không? Đấy, sập nhà, sập cửa hết trơn luôn. Rồi sóng nó bay luôn cái bức tường sau lưng tôi luôn rồi mọi người. Trời ơi. Mà cái sóng thần này hình như là nó đỡ hơn sóng thần lốc xoáy hồi nãy. Cũng không đỡ lắm ha, sập nhà luôn rồi mọi người. Thôi xong rồi, nhà sắp sập rồi. Núp mọi người ơi, núp thôi. Tôi sẽ đứng ở đây để đến khi nào mà nó hết nha mọi người. Dạ, trời ơi, gió nó thổi bay hết căn nhà rồi. Tí nữa có khi nào nó thổi bay luôn cả tôi không trời. Oh my god, mấy anh em ơi, cho tôi gọi là bám vô người anh em xíu nha. Đấy, tôi bám vô người của cái ông trước mặt đi cho chắc ăn. Đứng như thế này có vẻ là an toàn hơn nè. Đấy, thấy không? Ui, cái ông kia. Why? No, trời ơi, nó thổi tôi với cái ông kia bay lên trời luôn rồi. Trời ơi. Trời ơi là trời, thua ngay đúng lúc chuẩn bị win luôn rồi chứ. Ây da, cay tê à. Nói chung là cái thảm họa nào thì nó cũng sẽ cuốn bay hết nhà cửa, cho nên ở trong nhà chưa chắc là an toàn, hiểu không? Mình sẽ phải di chuyển liên tục. Đấy, rồi bây giờ tôi thấy cái map này là có cái phòng to nè. Thôi thì cứ gọi là nó làm cho mình cái cầu thang thì mình cứ leo lên trên cao đi. Biết đâu là thảm họa này là thảm họa sóng thần hay thảm họa lava dâng lên thì sao, đúng không? Ui, có cả cầu thang lên sân thượng luôn, hợp lý. Bây giờ là trên sân thượng là hiện tại có 3 người nè. Ở bên dưới có vài ông đang ở bên dưới nè. Không biết thảm họa tiếp theo là cái gì đây trời. Ui, cái gì vậy? Thảm họa tiếp theo là cái gì đây?
Rồi rồi, nhà sập, thảm họa tiếp theo là nhà sập nha mọi người nha. Mấy cái tấm này nó sẽ đổi màu nè, nó đổi màu xanh là mình phải nhảy đi nè, tại vì màu xanh là nó sẽ chuẩn bị sập. Vậy đứng đứng qua đây là được cái gì? Trời ơi. À, là nó sẽ sập hết cái nhà. Nó sập hết cái nhà, nó sập đến khi nào mà bọn mình thua hết thì thôi. Ui, no, đừng nghe, đừng nghe. À không, cái này là mưa axit. Cái này là mưa axit mọi người ạ. Có nghĩa là mình đứng ở trên là mưa nó tạt cái đầu mình là mình sẽ bị mất máu. Trời ơi, tôi không biết mọi người ơi, tôi bị gần hết máu rồi. Không sao, sao tôi núp bên này có vẻ là an toàn nè. Cố gắng lên top 1 nha. Ê, no. Núp vô, núp vô, núp vô. Núp phải núp càng kỹ càng tốt nha mọi người. Đó, nhà nó sập hết trơn nè. Cái này là mưa axit mọi người ơi. Tôi cứ tưởng là mưa bình thường chứ. Trời ơi trời. Sao? Cố gắng thắng một trận nè, phải cố gắng thắng một trận. Ê, nó đè tôi. Trời ơi, cái cầu thang nó sập xuống nó đè tôi mọi người ơi. Chết queo luôn rồi. Trời ơi là trời. Ok, nói chung là map này thì mình thấy khá là hay nè. Nhiều những cái gọi là thử thách khác nhau nè thì mình thấy cũng khá là ổn, cho nên là mình nghĩ rằng là con map này mình sẽ chấm cho nó khoảng 8 điểm nha mọi người nha. Còn những bạn nào mà có những con map nào hay hơn nữa thì các bạn đừng quên là hãy comment xuống bên dưới cho mình biết tên map thì mình sẽ chơi thử và sẽ đưa các bạn lên trên TV nha các bạn nha. Và từ nãy giờ là tôi cũng chơi khá là nhiều map rồi á, cho nên tôi nghĩ rằng là mình sẽ kết thúc video tại đây đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Nhớ hãy nhấn nút like, share, subscribe, đăng ký hoặc cho kênh YouTube của mình nếu các bạn thấy thích video này nha. Ok, còn giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video test map Roblox lần sau. Nhớ comment map bên dưới, tôi sẽ cho các bạn lên TV nha. Nhớ nha. Ok.